Cô sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú chị. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú chị mình một số đồ đồng ha và đồ gỗ sư cũ, giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn rất nhiều, cũng như xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều, rất mong sự ủng hộ cô chú chị mình trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú chị, đây là một y ha. Một y thì em có một cái bộ lư này của chú chị, bộ lư này là chuẩn xưa luôn. Nó chiều cao của lư thì em đo như gì là 79, còn chiều ngang chỗ hai tay may cho cô chú chị mình xem ha. Chiều ngang chỗ hai tay may là 60, còn cái hoành bụng này của chú chị, cái hoành bụng thì nó rất là lớn luôn nè. Hoành bụng thì 110 của chú chị. Đó, bộ lư của chú chị mình xem, bộ lư tròn ha, rất là đẹp luôn. Dạ em quay ở phía sau luôn hết cô chú anh chị. Đó, bộ lư này cô chú anh chị mình có xài thì cặn tết hay đánh luôn cũng được cô chú anh chị ơi. Giờ hiện tại thì cũng vắng, còn im đây. Đó, trong đây. Đây cô chú anh chị, rất là im cô chú anh chị ơi. Đó, cho cô chú anh chị mình xem cái đế luôn ha, rất là chắc chắn của chú chị. Bộ lư thì nó rất là lớn của chú chị ấy. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo như gì là 56, còn cái mâm là 30 của chú chị. Những cái chân đèn của chú chị mà xem đây rất là chắc chắn luôn của chú chị. Đó, rất là lớn rồi. Những cái tô hay những cái mâm này, đó rất là im cô chú chị. Bộ lư này thì cân nặng là 26 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 49 triệu ha. Còn đây là 2y thì em có một cái bộ lư nữa nè cô chú anh chị. Bộ lư này thì tuổi đời cỡ 20 năm đảo về thôi, nhưng mà cô chú anh chị mình xem nó rất là im luôn. Đó, chiều cao thì em đo như vậy là 77, còn chiều ngang chỗ hai tay may như thế này là 53, còn cái hoành bụng cho cô chú anh chị mình luôn nè. Đó, cái hoành bụng như vậy là 113 cô chú anh chị. Những mặt hàng lư thì bên em sẽ bao đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi cái đường Chánh Long Xuyên ha, hết đường Chánh Long Xuyên hướng về Châu Đốc khoảng chừng vài trăm mét thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. Còn đây cô chú anh chị, ở đây ở đằng trước nè cô chú anh chị mình xem có ba chữ nè, phước lộc thọ luôn ha, có phước và có lộc và có thọ luôn cô chú anh chị. Bộ lư thì cũng vậy luôn cô chú anh chị ơi, rất là sạch sẽ luôn, không xi măng hay ba dớ gì hết nha cô chú anh chị, rất là im cô chú anh chị ơi. Ở phía trong ha. Đó, cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm nữa ha. Cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Đó, ở đây thì có một cái chữ thọ tròn của chú chị ở dưới đít nè, một cái chữ thọ tròn ha. Đó, cái đế đây. Bộ lư này thì rất là nặng cô chú anh chị, tuổi đời thì không cao nghe cô chú anh chị. Tuổi đời thì không cao, tuổi đời có 20 năm đảo về thôi. Còn chiều cao chân đèn thì em đo như vậy là 57, còn cái mâm thì là 32. Đó, cô chú chị rất là im, rất là nặng thôi chú chị. Những cái tô cũng vậy nè, những cái mâm rất là im.
À, bộ lư này thì cân nặng là 33 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 22 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. À, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha. Em sẽ chụp hình và bổ sung thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. À, còn đây là 3Y. 3Y thì em có một cặp chân đèn. Ở cặp này thì cặp xưa nghe cô chú anh chị. Chiều cao thì em đo như gì là 50. À, còn cái mâm như thế này là 27 cô chú anh chị. Đó. Thì bên em thì những cái chân đèn lẻ như thế này rất là nhiều. Đó. Chân đèn lớn cũng có, nhỏ cũng có luôn cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm những cái chân đèn khác luôn ha. Đó. Đây nè cô chú anh chị. Rất là sắc sảo nha. À, cô chú anh chị mình xem những cái chân đèn gì là cô chú anh chị mình cảm nhận được ha. À, những chân đèn như thế này là chân đèn xưa, dòm rất là đã cô chú anh chị. À, cặp chân đèn này thì cân nặng là 7,5 kg cô chú anh chị, rất là nặng luôn á. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.500.000 đồng. À, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, để em chụp hình và bổ sung thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Còn đây là 4Y. 4Y thì em có bộ giường kỹ của chú chị. Bộ giường kỹ này thì gồm có 4 món của chú chị. 4 món ha. À, 2 cái băng dài và 1 cái bàn và 1 cái đôn như thế này. Đó. À, chất liệu thì gỗ gõ của chú chị. À, chiều cao của đôn thì em đo như gì là 78, còn chiều rộng đó là 36. À, còn chiều dài như thế này là 52 cô chú chị, còn cái chân đó là 4 phân đó, rất là im cô chú chị. Đặc biệt thì cô chú chị mình xem những cái đố như thế này đều chạy gảnh hết chân cô chú chị. À, chân cũng vậy nè, đó chân thì cũng được đều chạy gảnh luôn, những cái gảnh nhỏ nè đó. Ở đây thì người ta chạm chuyện cô chú chị, chạm chuyện ha, rất là im đó cô chú chị ơi, rất là đây. Bộ bàn này thì gồm có 1 cái đôn như thế này cô chú chị đó, và 2 cái băng dài. 2 băng dài thì em sẽ đo cái băng dài thì em sẽ đo phủ bì của chú chị đó. Chiều dài em đo như gì là 200. À, còn chiều rộng như thế này á là 46. À, còn chiều cao đi ha. Ê, chiều cao đó là 48, còn cái giữa sau cho cô chú anh chị mình xem nè. À, giữa sau đó là 79 cô chú anh chị. Còn cái tựa ở phía sau gì đó là 12. Đó. Rất là im cô chú anh chị. Ở đây thì nó cuốn cũng như một cái cuốn thư cô chú anh chị. Ở đây thì cuốn như ở phía sau thì cuốn như một cái đít của ốc như cô chú anh chị. Đó, rất là im luôn, rất là liền. Ở đây thì được điều chạm hết trơn nghe chú quý vị. À, chạm những bông hồng nè. À, còn đây là những cong đó. Chạm thì chạm hồng cong phú quý của chú chị. Ở đây cũng vậy nè cô chú chị. Đó. Còn cái chạm ở bên kia là chạm tùng hạt của chú chị, tùng hạt Trường Xuân ha. Đó, cái băng này cũng vậy luôn. Đó cô chú chị. À, đây là một miếng của chú chị, một miếng ha. Đó, rất là êm luôn, rất là liền của chú chị. Ở đây thì có 3 điểm nè. Ở đây là chạm tùng hạt Trường Xuân. Đó. Ở đây thì chạm những bông hồng. Đó cô chú chị ơi, đây hồng cong phú quý ha. Đây mặt trước đây cô chú chị. À, mặt trước cũng đều chạm nè, chạm viền luôn nè. Đó cô chú chị mình xem ha. Rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm nghe cô chú chị. Đây và cái mặt sau cho cô chú chị mình xem nè. Mặt sau thì cũng được điều chạm nên cô chú anh chị mình chỉ cứ an tâm mà về mà để ha, để hướng nào cũng được hết chú anh chị ơi. Nè, đây là chạm những dây nho. Đó, ở đây là chạm chuỗi của chú anh chị. Ở đây là chạm những dây nho nè. Còn những đặc biệt thì cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây thì người ta được điều chạy gảnh hết. Rất là đẹp cô chú anh chị, chạy gảnh hết luôn. Ở đây thì nó cuốn cũng như là một cái con ốc cô chú anh chị nè. Ở đây cũng vậy ha. À, còn đây là cái bàn của chú anh chị.
À, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 78. Còn chiều dài của bàn thì là 113. À, còn chiều rộng là 53 cô chú chị. Còn cái chân như thế này là 4 phân. Còn từ cái mặt bàn xuống cái dìm là 14 cô chú chị. Rất là êm nghe cô chú chị. Những cái dìm thì cũng được điều chạm hết nha. Cái bộ dàn kỹ này thì rất là êm luôn á. Mặt bàn thì rất là liền cô chú chị, không hề có lỗi lầm luôn. Đó. Có gì dính một chút xíu bụi thôi. Khi mà giao lưu với cô chú chị mình ha, thì em sẽ vệ sinh là sạch sẽ cho cô chú chị mình ha. Đây, bộ dàn kỹ này thì gồm có 4 món cô chú chị, một cái đôn ha và một cái bàn và hai cái băng dài. Tiệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 35 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Còn đây là 5y thì em có một cái bộ quách cô chú anh chị. Đó, bộ bàn quách ha. Bộ này thì gồm có 7 món cô chú anh chị. À, hai cái đôn như thế này. Và 4 cái ghế và một cái bàn. À, đôn gồm có 2 cái thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. À, chiều cao thì em đo như vậy là 73. Đó, còn chiều rộng như thế này là 35, còn chiều ngang như thế này là 43. Còn cái chân là 4 phân của chú chị. À, chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc Singapore. Đó. Đây cô chú chị. À, cẳng ở đây cẳng dài xuống chân luôn cô chú chị, dài xuống chân luôn ha. Ở đôn thì gồm có 2 cái đôn như thế này. À, chân thì dài tới 4 phân của chú chị. Còn ghế thì gồm có 4 cái ha, 4 cái như thế này. À, chiều cao thì em đo như vậy là 50. À, còn cái giữa sau là 99 cô chú chị. À, còn chiều rộng thì em đo lọt lòng đi ha, là 45. À, còn chiều ngang như thế này là 62. À, còn cái giữa sau là 3 phân cô chú chị, còn cái tay tựa là 6 phân. À, còn cái chân là 5 phân đó cô chú chị. À, mặt đá thì mặt đá tàu ha, gỗ thì gỗ gõ, còn ốc thì ốc Singapore. À, những cái ghế thì được điều cẳng là cẳng ba mặt thôi nghe cô chú chị, cẳng ba mặt ha. Đây đó, mặt bên đây thì cũng được cẳng luôn, nhưng mà ở phía sau là không có cẳng thôi, ở phía sau đây đó rất là liền luôn đó cô chú chị ơi, rất là im, nó không hề có lỗi lầm nghe cô chú chị. Đó, cô chú chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm cho cô chú chị mình xem cho nó rõ hơn ha. À, bộ bàn này thì gồm có 4 cái ghế như thế này thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mà thôi ha. Đó cô chú anh chị, 4 cái ghế ha, rất là im. Bộ bàn quách cô chú anh chị. À, còn đây là cái bàn cô chú anh chị. À, chiều cao của bàn thì em đo như gì là 74. À, còn chiều dài của bàn thì em đo như gì là 114. Đây còn chiều rộng đó là 55. À, còn cái chân là 5 phân rưỡi của chú anh chị. À, cái chân là 5 phân rưỡi ha. À, bàn thì được điều cẳng là cẳng tứ diện của chú anh chị, cẳng xong quanh diện luôn. Ủa, bàn thì ở trên thì một lá thôi của chú anh chị, một lá ha. Đó. Bàn thì cẳng thì cẳng xong quanh diện. À, bộ bàn quách này thì gồm có 7 món của chú chị, 2 cái đôn ha và 4 cái ghế và một cái bàn, thì em giao lưu với cô chú chị mình là 35 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. À, cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình và bổ sung thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. À, còn đây là 6y thì em có một cái bộ tranh thờ. À, bộ tranh thờ đại tự của chú chị. À, chiều cao của tranh thì em đo như vậy là 222. À, còn chiều dài như thế này cho cô chú chị mình xem là chiều dài thì em đo như vậy là 143. À, còn chiều dày thì là 3 phân rưỡi của chú chị, thì cái đố ngoài là 3 phân rưỡi ha. Đó, bộ này là bộ xưa của chú chị. À, ở trên này của chú chị đây là song long tròn nguyệt nè, đó hai con rồng hai bên ha. Đó đi dài những đám mây, gỗ thì gỗ gõ, ốc này thì ốc xưa nó đã lên cái màu vàng chanh. À, người ta gọi là vàng chanh hoặc chả là bả trầu cũng được nghe cô chú chị. Đó, ở đây thì một cuốn thư nè,
Ở đây em quay là quay một cái miếng lớn đại tượng của chú chị. Dạ, ở dưới cái diềm dưới ha, ở dưới diềm dưới nữa đâu quý vị, rất là liền luôn, ở không hề lỗi lầm. Ở phía sau thì em sẽ không quay được, tại vì cái này nó gã gáp á, em sẽ không quay ở phía sau được. Nên cô chú chị mà có tham khảo thì em sẽ chụp hình và bổ sung thêm ở phía sau cho cô chú chị mình xem cho nó rõ ha. À, thì bộ tranh thờ này thì nó gồm có 5 là miếng lớn, còn hai miếng nhỏ thì nó đầm nằm hai bên, và một miếng ở phía dưới nữa, ở miếng ở phía dưới này đó là gồm có 5 miếng của chú chị, hai miếng trên đầu và 3 miếng giữa ha. Đó, thì bộ tranh thờ đại tự này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 32 triệu ha. Còn đây là 7 y, 7 y thì em có một cái ghế thờ, ghế này là ghế đại của chú chị, ghế này rất là lớn rồi. À, chiều dài thì em đo như vậy là 300, chiều dài tới 3 mét đằng cô chú chị ơi. À, còn chiều rộng như thế này là 72 cô chú chị. À, còn chiều cao cho cô chú chị mình xem nè. Nó chiều cao thì em đo như vậy là 119. Đó, còn cái chân đi ha. Đây cái chân thì là 12. À, còn từ cái ghế thờ mà cái thờ xuống cái dìm này là 24 cô chú chị. Ở cẳng thì được đều cẳng 3 mặt nha cô chú chị, cẳng 3 mặt nha. Đây cô chú chị ạ. À, ghế thờ, ghế này thì rất là lớn rồi, ghế này là ghế đại. Đó, ở dìm nè, dìm hông nè. Đó, dìm hông được đều cẳng luôn nè. Nó chạm xong rồi cẳng luôn. Đó, còn ở chỉ dìm trước nè. Ở đây là thì chúng ta chạm những bông mai, ở đây là chạm những cái trúc, tượng trưng cho thanh mai trúc mã. À, còn là ở đây cái chân thì đầu lăng chân móng hết trơn nha cô chú chị. Đó, rất là yên luôn. Dìm trước thì được đều chạm xong rồi cẳng luôn, nên cô chú chị mình xem ở cái ghế thờ này nó rất là đẹp luôn. Cẳng thì gồm có cẳng đó là 3 mặt, ở phía sau là không có cẳng thôi. Đó, còn mặt trên đây mặt đá tàu cô chú chị. Gỗ thì gỗ gõ ha, ốc thì ốc sơn carbon, còn mặt đá thì mặt đá tàu. Mặt đá phía trên thì gồm nó gồm có 3 miếng của chú anh chị, chiều rộng thì nó là 72. Đó, rất là lớn luôn quý vị ơi, ghế thờ này rất là lớn, chiều dài nó tới 3 mét đằng của chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể để những cái tượng tượng Phật lên đó, tượng Tam Thế Phật á, những cái ghế này rất là lớn nè. À, thì cái ghế thờ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 45 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. À, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 28 512. Thì Lâm Công Tăng thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã xem hết clip. Em xin chào và hẹn gặp lại.